Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản luyện thi HSK Online ở trên hệ thống máy chủ Trung tâm Tiếng Trung Chinese Master. Ok, các bạn làm theo các bước mình hướng dẫn ở sau đây nhé. Giờ mình sẽ mở trang web lên. Đấy, các bạn mở trang web lên nhé. Chúng ta sẽ gõ tên miền là tiengchunghsk.net, tiengchunghsk.net. Đấy, các bạn ấn vào. Đó, để truy cập vào hệ thống máy chủ Trung tâm Tiếng Trung Chinese Master. Đấy. Rồi sau khi các bạn đã truy cập vào rồi ấy, thì nó sẽ ra giao diện trang chủ đây. Giờ đây là Trung tâm tiếng Trung HSK Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đầu tiên các bạn ấn vào sign up để chúng ta đăng ký ấn vào sign up nha. Các bạn ấn vào đây sign up. Đó. Sign up. Được chưa? Rồi các bạn ấn vào sign up. Để chúng ta tiến hành đăng ký thôi. Rất đơn giản. Giờ chúng ta vào giao diện đăng ký rồi, nên ghi danh vô cùng dễ dàng. Rồi các bạn chỉ cần điền các cái thông tin cơ bản bên dưới thôi, ví dụ tài khoản này. Cái này các bạn lưu ý là cái này chúng ta phải điền gõ về là viết liền không dấu nha. Ví dụ này, ví dụ tên là mình tên là Nguyễn Minh Vũ thì mình viết liền là không dấu là Nguyễn Minh Vũ. Địa chỉ email thì mình ví dụ là tiengchunghsk@gmail.com, tiengchunghsk@gmail.com. Đây là email của mình. Rồi mật khẩu các bạn là gì đó, ví dụ mình đến lấy mật khẩu là 123456789 10. Rồi 123456 đây. Đấy, cho dễ dàng đúng không? 123456. Đó, cái hai cái này nó phải khớp với nhau các bạn nhé, nó phải khớp với nhau. Giờ họ tên, ví dụ là đây là mình tên là Nguyễn Minh Vũ thì họ tên là mình là Nguyễn Minh Vũ. Đó, các bạn điền vào. Còn số di động của mình, ví dụ mình lấy là số di động của mình là 0904684983. Ví dụ mình ở Hà Nội thì mình sẽ là chọn là Hà Nội. Nếu nào các bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn ấn vào Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn ở các tỉnh khác thì như Ninh Bình thì ấn vào Ninh Bình. Nếu mình ở Hà Nội thì mình sẽ chọn là Hà Nội. Đó, ví dụ mình ở Thành phố Hồ Chí Minh thì ấn vào Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, ví dụ đây là ngày sinh, ví dụ ngày sinh là 16 này, tháng 7 này, năm 2000 năm 93 đi vân vân. Đó, ví dụ mình là nam thì ấn vào nam. Đó, ok. Sau khi các bạn đã điền thông tin cơ bản rồi thì chúng ta sẽ ấn vào nút này thôi, ấn vào complete sign up. Ấn vào xong. Đó. Vào đây, do là mình đã đăng ký rồi nên mình sẽ không ấn nữa, mình đã có tài khoản rồi. Sau khi các bạn đã tạo tài khoản xong ấy. Đó, ok, cái này như mình lấy một tên khác đi. Ví dụ là mình lấy tên là tiếng Trung HSK Vũ, tiếng Trung HSK@gmail.com. Đó, mật khẩu đây, tên mình đây, tên đây, cái Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây mình ghi bừa nhá. Nào, giờ ấn vào complete là xong, ấn vào complete sign up. À, để chúng ta cái này là điện thoại à, bạn chỉ điện thoại đã được dùng. Ok, mình sẽ dùng số điện thoại khác. Ví dụ này số điện thoại khác đi, 09 gì nhỉ, có nhiều lắm, 0399910. Bây giờ mình số ví dụ số này đi. Đó, xong rồi cầm lên là xong. Cái gì đấy? Dùng. Ok, địa chỉ email này mình đã dùng rồi nên là mình sẽ dùng địa chỉ email khác. Ví dụ mình sẽ lấy địa chỉ email là Nguyễn Minh Vũ đi. Cái này mình lấy đại một cái. Để, quan trọng là mình hướng dẫn các bạn cách đăng ký thôi. Cách đăng ký rất đơn giản. Đó. Ok, xong. Ok, giờ ok, đầy đủ rồi. Thông tin ok, các bạn nhớ nhá, viết liền không dấu này. Đó. Giờ cầm click sign up. Rồi, sau khi các bạn tạo tài khoản xong thì nó sẽ hiện ra là gì? Activate your account, đó là kích hoạt tài khoản của bạn. Tài khoản của bạn đã được tạo nhưng mà cần phải được kích hoạt thì nó mới sử dụng được. Đó, thì các bạn thì sau khi các bạn đăng ký tài khoản xong thì hệ thống nó sẽ tự động gửi cho bạn một cái thư kích hoạt, một cái email để kích hoạt, gửi vào tài khoản gửi vào Gmail của bạn hay là email của bạn vừa dùng để đăng ký đấy. Thì các bạn chờ trong vòng 24 giờ nó sẽ các bạn sẽ nhận được. Trong vòng 24 giờ. Nhanh thì khoảng vài phút sau là nhận được, còn nếu mà chậm thì trong vòng 24 giờ. Thì tranh thủ trong lúc chờ đợi thì các bạn truy cập vào Gmail của các bạn hay email của các bạn để các bạn chờ tin nhắn, chờ cái hộp thư nó đến, hòm thư đến đấy, cái email mà hệ thống nó gửi đến cho bạn. Sau các bạn mở thư mail ra, xong rồi các bạn ấn vào đường link kích hoạt là xong. Hoặc là các bạn muốn nhanh ấy, thì các bạn nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo là 0901681983, 0901681983. Đây, 090 đây là Facebook của mình, Zalo 0901681983. Ở đây mình cũng có số của mình đây, nhưng mình không biết đây. Trước là mình vừa đi thi xong HSK xong, mình cũng có nhiều số lắm.
Nhưng mà các bạn chọn số là gì? 090 168 4983 nha. 090 168 4983 đây là số Zalo của mình. Là các bạn add vào là xong. Thêm vào. Rồi ok. Vậy là xong. Sau khi các bạn add Zalo mình xong thì các bạn nhắn tin cho mình nhé. Rồi mình sẽ trực tiếp kích hoạt cho bạn thì nó nhanh luôn, nó được luôn. Rồi không thì các bạn cứ chờ trong vòng một ngày là sẽ nhận được thư kích hoạt. Rồi ok. Đây là cái video mình vừa hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản luyện thi Hatska Online ở trên kênh ở trên máy chủ hệ thống máy chủ Trung tâm Tiếng Trung Channel Master. Rồi xong mà bây giờ chúng ta vẫn quay trở về thôi. Rồi xong. Rồi ok. Rồi. Ở đây mình có vừa cập nhật xong một cái đề thi mới đây, ngày hôm qua kia xong, hôm kia xong. Rồi. Các bộ đề thi mới mình đều để ở trên này, đây là các cái bài giảng mình mới soạn xong, rồi, rất nhiều, rất nhiều. Rồi ok, mình sẽ tạm dừng video tại đây và các bạn có tạo tài khoản xong, các bạn có vấn đề gì chưa rõ thì các bạn hãy đăng comment bình luận ở ngay bên dưới nhé. Ok, mình sẽ tạm dừng video tại đây.